10 bịch tôi đem tôi giao thiệt đó. Chọc ghẹo hoài. Em đem giao 10 bịch của anh thiệt bây giờ. Hát để hát sư con làm diễn viên không chị chịu không biết nữa. Anh lấy chà là đúng không? Anh comment giùm em đi thôi, em nhớ chà là 10 bịch đi. Không em quên. Ôi trời ơi. Mời bật trà thì là alo anh Lê Quốc Nam. Anh Lê Quốc Nam lại xuất hiện. Tôi tình nghi mọi người đang ở gần nhau. Tôi tình nghi là mọi người đang ở gần nhau đúng không ạ? Ở đây trà là nha mọi người, rất là ngon. Đã em khui ra một bịch cho mọi người tao thử đủ. Cái bịch trà là đây, cái bịch trà là lẻ của em. Mời bịch trà thì là dạ rồi, chốt đơn em, cảm ơn anh. Đây nè mọi người, trà là ngon dữ. Ngon lắm nha, nó khô queo à. Nó rất là ngon, nó khô. Hello. Trời ơi, Nguyễn Vivian, hello em. Vô đánh du kích bà đó, thấy chưa. Tôi là tôi viên ngờ lắm mọi người ơi. Ai mà lấy trà là ứng vô cái giỏ hàng giùm em nha. Ở bên Tích Thị Tốt nè. Ai mà lấy trà là ứng vô giỏ hàng giùm em nha, trong đó nó có sẵn. Ngon lắm, mọi người nhìn thử coi. Nó ngon dữ. Anh có 5 bịch rồi, nó không muốn. Chắc tôi quýnh năm quá ông Lưu Quốc Nam. Ở đâu ra có 5 bịch. À, mua 10 bịch ship cho anh 5 bịch đúng không? Em nghi lắm. Đừng có cho ổng anh ơi, anh đừng có cho ông Nam đâu, ông Nam mua của em nha. Rất là ngon nha mọi người, nó rất quảnh. Mà nó không quá ngọt. Tại cái này em không có. Cái loại này là không có ướp đường, không có gì hết trơn. Nó ngọt tự nhiên á. Chứ không phải như hey, hello Jen. Chứ không phải là như mà mấy cái kia mà nó có ướp đường, nó ngào mật ong đồ vô thêm đâu nha mọi người. Hello Nhung Việt. Em Minh Nam. Bao nhiêu một bịch? Dạ một bịch này là 130.000 nha mọi người. Một bịch nửa ký vậy là 130.000. Đây, một bịch nửa ký anh vô vậy là 130.000 nha mọi người. Để ăn nửa năm, 6 tháng không sao hết trơn á. Rất là ngon luôn. Tết nè mình để chân lên trên bàn rất là sang nha mọi người. Chà là này ngon dữ lắm. Dạ em chào chị Nhúng Việt ạ. Bao nhiêu một bịch? Dạ 130 mọi người, cứ ấn vô giỏ hàng là thấy liền đó mọi người. Rồi em qua cho mọi người cái này nha. Em lên cho mọi người cái này là cái trà bông mắm nè mọi người. Dạ đây, trà bông mắm này 1 ký là. Dạ em cảm ơn ạ. Trong giỏ hàng em không thấy hiện. Dạ ứng vô cái cục khô bò. Ứng vô cái cục khô bò là bên trong nó có đủ thứ hết trơn. Trước sau anh 20 bịch nghe. Ủa. Dạ cô Hà Sang trà là. Dạ rồi con lấy cô Hà Sang trà là hả. Trước sau 20 bịch. Dạ rồi. Dạ anh là tổng cộng luôn là 20 bịch đúng không anh? Dạ rồi có gì em cho tụi nó ship lên. Dạ em cảm ơn chị. Trong giỏ hàng em không thấy thiệt ạ. Ủa chết cha sao kỳ vậy. Ủa khoan đợi chị một phút chờ nhờ ô chờ đến bao giờ. Đó em điện cho con Su qua sao kỳ vậy. Nó lên giỏ hàng nhưng mà kỳ cục. Kỳ cục trưởng. Đợi em một phút. Tại vì bên giỏ hàng của bà Tấp Tấp là em không có biết lên. Em phải nhờ con Su Su nó lên trên giỏ hàng của nó. Xong rồi nó ẹt vô. Đây, điện nó liền. Bán con. Thôi em ca được mà kỳ quá à. Sao anh cứ ấy em hoài. Anh phải cho em ca chứ. Em ca được giờ này em ca ổn lắm. Ủa Su ơi, Su không thấy mấy cái món mới lên trên giỏ hàng hả? Ấy đâu chị hai vô nè, sao khách nó không có.
xu ấy vô đó luôn hả? Ủa vậy hả? Hàng gì? Tôi nói tôi vô tôi rồi bây giờ làm sao tìm? Bây giờ tìm xu hả? Trời ơi tôi hoang mang. Hồ Quỳnh Hương vậy anh ơi, giỏ hàng bên top top tại chị đang ấy hai bên. Ê nó nghe này, bây giờ chị hai không, bây giờ chị hai không tìm thấy xu luôn, lấy gì mà ấy. Ủa đâu là cái gì? Ủa này là gì ta? Mọi người ơi, mọi người cho em xin 2 giây để em tìm cái giỏ hàng của con em nha. Em cũng hoang mang với nó hóa rồi. Ôi dồi ôi, cứu tôi. Hát hoài tội hàng xóm. Thôi, chị hát đường mà mọi người sao? Mọi người lại bắt đầu làm nao núng ý chí của tôi nữa rồi. Con đường quay trở lại showbiz của tôi là tôi lật này, tôi phải đi hát, tôi phải mới vừa bụng tôi. Sao trời? Phải cho chị đi hát. Phải yêu thương chị, cho chị đi hát đi mấy đứa ơi. Ôi dồi ôi, kêu tôi, các bạn ơi, tôi không tìm ra nó. Thôi em, đây biết rồi. Sàn đây. Hello chị Châu, hello mọi người. Cảm ơn Trang Kiều. Thích chị mãi hoài vậy đi. Đây nè, đó, bây giờ tìm con mẹ Hân Hoan Hỷ nè. Tôi khổ lắm nha, mỗi lần mà đó có. Ủa đâu rồi con mẹ Hân Hoan Hỷ đâu rồi? Ủa điện video kêu bà chỉ cho bà để trò thế, bởi tôi hoang mang ghê á. Dạ bữa nay em bán mứt già là nha chị, chứ là em bán ở đâu rồi đây, mứt già là nửa ký là 130.000, ngon nhất cái nách chà là, ngon dữ lắm mà nó khô khô queo ráo quẩn này, chứ không phải ướt nhẹt ướt nhem đâu nha mọi người. Mọi người nhìn cái bịch đi nè, trái chà là nó ngon xỉu, thấy không mọi người? Bài đặt á biết không, bữa nay ngựa like thì chưa có gành mà bài đặt like 2-3 bên cùng một lúc chán dễ sợ. Em đang đợi đặt, chờ cho chị 2 phút đi, chị kêu nó ấy chị đi chứ gì, bây giờ chị hoang mang quá rồi. Nó gửi cái giống môn gì đây nè. Ủa cái gì vậy? Nó gửi cái gì đây nè? Khoan nha, bây giờ làm sao mà chị ấy nó vô con Hân Hoan Hỷ này. Khoan để đợi kêu nó chỉ đi chứ, đúng rồi đó. Đã không có được. Nay bán gì vậy ca? Dạ em bán trà là, em bán trà bông, bữa nay em bán thêm các kẹo nữa. Kẹo này ngon dữ. Hello. Ê Su, chị hai đang like nửa đường rồi mới phát hiện là trong nhóm hàng không có, thì bây giờ cứu làm sao? Ủng hộ mẹ. Dạ. Trời ơi, vô cái cửa hàng. Vô cái cửa hàng rồi. Thêm sản phẩm rồi. Bấm vô giờ Hân Hoan Hỷ thử. Nãy giờ tìm thêm sản phẩm rồi, thêm sản phẩm khác rồi. Sàn sản phẩm vô rồi. Rồi bạn vô Hân Hoan Hỷ thì mình đi. Rồi Hân Hoan Hỷ nãy giờ tìm có ra đâu. Bấm vô sàn sản phẩm rồi mới tìm mà. Ừ. Sao kỳ vậy? À không anh Hỷ nè, mà sao nó có mấy cái này không mà? Thì bấm vô luôn, chè bấm vô cái mẹ. Ừ đúng rồi. Rồi. Rồi xuống đi. Hết rồi. Là đây. Ai biết? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Trời ơi trời, má ơi, người ta đang coi like. Quá chán, thêm một con em nữa. Ê hay à. Ừ mà cũng không được. À bây giờ chị bà vô cái đường link của em đi. À bây giờ vô đường link đúng không?
Hãy subscribe.